Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó có cái thương hiệu là Maruyama ha, và nó có cái tên riêng là AC32SA. Nó sở hữu một cái nòng xi lanh là 38 ly nha các bạn, và dung tích xi lanh nó là 32cc, với tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ các bạn. 38 ly 32cc với tình trạng máy còn mới chát luôn các bạn, rất là đẹp. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, cái chụp giật trợ lực còn đẹp xuất sắc luôn các bạn ha, rất là đẹp luôn. Nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính nó có cái lỗ thông hơi riêng ha, thiết kế nắp xăng kính không làm mất giọt xăng nào hết ha. Nó thiết kế lỗ thông hơi riêng. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ nha các bạn. Quạt khí quanh rồ. Đây, các bạn nhìn xem. Chế quạt khí quanh rồ rất là uy tín luôn các bạn. Đó, mới xuất sắc luôn. Đẹp như đập thùng các bạn. Đây, chữ quanh rồ nó đây các bạn. Đây, chữ quanh rồ đây ha, rất là đã luôn. Ốc còn vàng nín luôn, rất đẹp các bạn. Đây, nó có xúc kết công tắc đây ha. Đây, cho trên tay gà nó có công tắc cho nên nó có nối dây xúc kết xuống đây ha. Đây, dây xúc kết. Mét in ra băng trong lốc nha các bạn. Mét in ra băng trong lốc. Mình cho các bạn xem. Mình đèn mình soi cho các bạn xem cái mét in ra băng trong lốc nha. Đây các bạn. Một con máy rất là đã luôn. Mét in ra băng trong lốc ha. Ở phía dưới này nó có cái logo của Maruyama đó các bạn. Và ở đây nó có số series luôn. Đây. Số series nó đây các bạn. Đây mình soi kỹ cho các bạn xem ha. Đây. Số series của nó đó. Số series. Đấy, số series đây các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại ha và phóng to ra để xem cái số series của nó ha. Nó bị chói không thấy rõ lắm, nhưng mà các bạn chụp hình lại các bạn phóng to ra thì xem thì thấy ha. Đây, series của nó đây. Nó chạy một cái tum rời màu trắng nha các bạn, rất là đẹp, máy mới tinh luôn. Các bạn nhìn xem các chi tiết của nó còn thật là xuất sắc luôn các bạn. Bình chứa xăng trắng tinh luôn ha. Đây, tum rời màu trắng ha. Tum rời màu trắng này, đầu trên này nó là răng nha các bạn, đầu dưới là vuông, cho nên cái độ bền rất là cao các bạn. Răng thì loại trừ không bao giờ bị tuôn nha các bạn, không bao giờ ha. Đầu dưới thì vuông thì cực kỳ bền luôn các bạn. Đầu dưới gắn cùi thơm đó các bạn, cùi thơm đầu bò đó là vuông ha. Và quan sát xem máy cực kỳ xuất sắc luôn, rất là đẹp, không có chỗ nào chê được ha. Các bạn quan sát tiếp nha. Về phía bô lửa của nó đây các bạn, giống như là máy chưa từng sử dụng nha các bạn. Đẹp, đẹp, không có chỗ nào mà lỗi chút xíu nào cũng không có các bạn. Phía dưới nó đây trắng tinh luôn ha các bạn, rất là đẹp luôn. Đây, tay nắm của Maruyama ha, móc dây đeo trắng tinh luôn. Chỗ này nó rất là dễ xét ha các bạn, do nó tiếp xúc với mồ hôi của mình mà cái này nó còn trắng tinh luôn các bạn. Cùm của nó còn trắng tinh luôn ha. Tay nắm nè, rất là mềm mại, rất là êm ha, nhám êm. Đây, tay ga có tích hợp công tắc đây ha, công tắc nó đây các bạn.
tay ra giữ rất là nhẹ nhàng các bạn, rất là nhẹ nhàng, tất cả zin tất tần tật hết các bạn, zin 100% hết, rất là đã luôn. Đi ra ba tép này, tay ra này mới chát luôn các bạn, quá đẹp luôn. Đây, an toàn sử dụng đây ha, Maruyama biết em ha. Đây chẳng có zin của nó luôn các bạn, chẳng có zin của Maruyama luôn ha. Cùi, cái cùi này đặc biệt cùi vuông nha các bạn, cùi rất là to, có chống dính cỏ ở trên này, cực kỳ đã luôn các bạn, rất là khích khao ha. Màu trắng giống như ngà vậy các bạn, rất là cứng ha, rất là cứng, chắc chắn luôn. Đó, như là bằng phíp vậy các bạn, rất là chắc chắn ha, rất là bền. Ở dưới này thì chống mài mòn cực kỳ đã luôn các bạn, đây chống mài mòn zin của nó luôn ha, còn vàng luôn các bạn, rất là đẹp luôn, chống mài mòn còn màu ánh vàng luôn các bạn, rất là đẹp. Dao này là dao Makita nha các bạn, dao Makita xài rất là ngon, không có văng cỏ lên mặt ha, nó mài rất là ngon, các bạn về trải nghiệm thử, dao rất là đã luôn. Tổng thể cái máy đây các bạn, rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc từ A đến Z, zin hết đấy các bạn. À, để mình nổ thử cho các bạn xem nha, máy chạy rất là đanh luôn. Đầu tiên máy mình nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng, đóng e và lên ga. Mình quên hướng dẫn cho các bạn tỷ lệ bơm xăng, pha xăng vào nhớt nha các bạn. Động cơ này là động cơ hai thì cho nên đây lúc nào nó cũng cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào thì phải gồm có xăng cộng với nhớt ha. Cái xăng và nhớt đây ha, gas and oil, cộng on ha. Tỷ lệ khoảng 50cc cho tới 70cc trên lít xăng nha các bạn. À, tỷ lệ đó thì xài rất là ổn định các bạn, dầu cho các bạn gặp nhớt điểu nhớt dởm đi chăng nữa thì máy mình cũng không bị hư các bạn. 50cc cho đến 70cc trên lít nha. Nếu các bạn thường xuyên chạy máy lớn thì các bạn pha nhiều nhớt thêm nha, còn nếu các bạn thông thường thì các bạn chạy máy nhỏ thì các bạn pha cỡ khoảng 50cc thì ok ha. Nó rất là uy tín luôn các bạn. À, để mình nổ thử cho các bạn xem nha, máy chạy rất là đanh luôn. Đầu tiên mình bơm xăng nha các bạn, đóng e ha, nếu máy nguội chưa lên xăng thì mình bơm xăng đóng e ha, rồi khởi động thì nó nổ thôi ha, còn nếu mà nó đã nổ xong rồi ha là nó đã lên xăng sẵn rồi các bạn, thì các bạn cứ việc giật là nó nổ thôi. Các bạn quan sát xem cái nồng của nó nè, mới tinh luôn các bạn, còn màu vẫn còn màu zin ha, chưa có dấu hiệu gì mà xài nhiều hết các bạn. Rồi để mình nổ thử ha các bạn, hơi nó các bạn, hơi rất là dữ luôn. Đó, các bạn thấy không, nó rất là nhạy luôn, chỉ một vòng tua đã nổ các bạn. Đó, mình cho các bạn xem cái công tắc luôn ha. Đây. À, rất là nhạy nổ luôn, kéo thẳng dây rất là đã ha, cực kỳ nhạy nổ luôn các bạn. Hơn nữa là chụp giật trợ lực thì mình khởi động rất là nhẹ nhàng các bạn. Cái này em bé giật cũng nổ, với phụ nữ thì hết sảy rồi.
Giới phụ nữ khởi động rất là nhẹ nhàng ha. Khởi động rất là đơn giản các bạn. Bố bắt rất là nhạy luôn các bạn, rất nhạy bắt bố ha. Bố rất là tốt. Rất là trơn luôn. Tiếng nổ nó rất là đanh luôn các bạn. Các bạn để ý coi, tiếng nổ rất là đanh luôn ha. Rất là bốc luôn. Để lâu các bạn, quá mạnh luôn. Tắt nha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama Beat M AC32SA đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.